tinh dùng trong các cái buổi trần triều, nhà vua chỉ toàn là nghe những lời xúi dục, còn sự cương trực của ông đó trở thành như là một mối đe dọa để cho nhà vua phỉ báng chửi bới. Giận quá, ông đã bỏ nước mà đi. Khi ông rời khỏi nước của mình chừng được vài ba tháng thì cuộc chiến tranh giữa nước của ông và những nước lân bang đã làm cho đế chế đó bị sụp đổ. Nghe tin này thì lòng đau như là cắt. Cuối cùng ông nghĩ rằng là ông không còn một cái điểm nào để tựa nữa, và luôn luôn là tâm niệm trong đầu của mình tự an ủi: đề đục cả một mình ta trong, đề cả một mình ta tỉnh. Phán đoán của ông trong bối cảnh lịch sử đối với những gì mà ông đang sống có thể là nó không sai, nhưng nó không phải là cách giải quyết vấn đề. Vì tư duy của sân hận là một mối đe dọa và khống chế tâm hồn ông lớn lắm. Gặp một lão chăn trâu với một lời khuyên đơn giản, sao ông không biết tận dụng nước trong thì để uống, nước vừa vừa để rửa mặt, nước dơ đó thì thể tưới ruộng đồng, nước nào cũng có tính năng sử dụng của nó, đâu phải bỏ đi khi nước nó không trong. Cho nên mình trong, mình cái sự sống mình trong, còn người khác không trong, nhưng mà những phần khác còn được, ta vẫn xài được. Cho nên không cần phải có một ức chế sân hận mà có thể đạo Phật là tà tu di. Nhưng ông không nghe lắng nghe theo lão chăn trâu thì có thể cái tôi của phước viên cũng lớn. Tôi nghĩ lão chăn trâu là một người bình thường, nhưng thực ra ông này cũng là quan là bất mãn triều đình, trở về sống đời sống nông thôn. Và cái minh triết của ông đó sống rất là thoải mái, nở nụ cười, thuận duyên thì đóng góp, thuận duyên thì về, cũng không có để ức chế tâm lý gì. Và do vậy ông được hạnh phúc, còn Phúc Phiên thì chịu không nổi, và cuối cùng phải chầm mình xuống sông mà chết vào ngày mùng 5 tháng 5, gọi là Tết Đoan Ngọ đó. Tà tu di sân hận, dù là sân hận hữu lý, cũng dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, và nó vẫn được xem là đối tượng để các hành giả Phật giáo chuyển hóa. Cho nên nếu không bất mãn cái cảnh mà quan quân rượu chè, bài bạc, đá gà, ăn chê, thì có lẽ đã không có được một hịch tướng sĩ với cái lời lẽ rất là thống thiết, chí thành, mà cái kẻ vô trách nhiệm nhất độc bạc vẫn có thể rung cảm được trái tim để thể hiện trách nhiệm với quê hương và xã tắc. Những bất mãn như vậy, mặc dầu nó cũng có cái hơi hướng của tà tư duy, nhưng nó định hướng trên cái chánh kiến là để đóng góp phụng sự, cho nên cố gắng nỗ lực làm cái gì mới tích cực ha, thì mới có thể giúp cho chúng ta có được giải pháp. Cho nên muốn cho tà tư duy được tháo mở một cách trọn vẹn nhất thì chánh kiến vẫn là yếu tố để hỗ trợ. Và do vậy trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là chỗ nào có chánh kiến thì chỗ đó có chánh tư duy. Nhờ có chánh kiến cho nên ta có niềm tin về mặt trời để quên đi bóng đêm. Ta có niềm tin về những con đường để quên đi là những cái vất vả của đá sỏi gai góc ở trên con đường chưa được san lấp mặt. Cái tư duy tích cực đó, nó là một cái hệ quả tất yếu của chánh kiến. Và giờ đó nó hỗ trợ cho chánh tư duy. Và giờ đó chánh tư duy phải vượt lên trên nó. Sử dụng tà tư duy sân hận làm cho rất nhiều người phải bỏ cuộc nơi chừng. Giận quá, chịu đựng không nổi. Cho nên phá vỡ tất cả những cái cơ hội mà mình có thể đóng góp. Độ bền bỉ muốn có thì ta phải giải phóng tà tư duy sân hận. Bởi vì trong cuộc đời không có gì đơn giản hết. Đôi lúc cái việc nó rất là sai, rất là nhiều người biết, nhưng mà chỉ nó trong một giai đoạn lịch sử như thế là không xong. Bởi vì nó bị hạn chế bởi luật định, rồi những người cầm cân nảy mực ở trong cái chính sách chưa có cái nhìn thoáng, hoặc là chưa có cái nhìn sâu.
cho nên những đề nghị hầu như là không được lắng nghe, và do đó sự bực tức của những người nỗ lực mà hơi vội vã đó có thể làm cho người đó giả từ cái công việc đóng góp mà họ đóng vai trò khá lớn. Do đó tà tư duy trong tình huống này là một trở ngại lực cho sự tiến bộ, và muốn như thế đó thì kinh thừa dạy chúng ta là phải thực tập sự kham nhẫn, mà dịch ngữ trong tiếng Việt thường dùng là nhẫn nhục, chứ nhẫn nhục nó không đúng. Kham nhẫn là một thái độ chịu đựng tích cực, còn nhẫn nhục đó là gần như là chịu đựng như là một định luật an bài. Kham nhẫn thì nó bao gồm các nghịch cảnh, rồi đối tượng con người giao tế khó ưa, các ngôn ngữ làm cho tai mình không cảm thấy là thoải mái, mọi ứng xử ngược lại với sức của chúng ta, bao gồm luôn thời tiết và các cái ảnh hưởng khác của thế giới vật chất nói chung. Như vậy tính tham nhẫn sẽ giúp cho con người chánh kiến đó huấn luyện được chánh tư duy, để không để cho những ý niệm của lòng sân nó trỗi dậy dưới hình thức ngấm ngầm hay là biểu hiện công khai. Một vài tình huống của sân hận có giá trị, nhưng phần lớn là nó có tác hại cho chính tác giả và những người xung quanh. Ví dụ trong Tam Quốc Chí đó, câu chuyện Khổng Minh bày mưu lập kế cho Trương Phi đó, không tốn một cây tên cây giáo mà vẫn thắng được quân của Tào Tháo. Mưu kế đặt ra là biết cái cầu lớn dưới là có con cá trình sống lâu năm, và quân Tào Tháo sẽ đi ngang qua cái cầu này để giao chiến với Trương Phi. Trương Phi là người xem Khổng Minh là bậc thầy. Trước khi ra chiến trường, Khổng Minh yêu cầu đến ngay giữa cầu hãy mở bí kíp võ công này ra. Còn bây giờ không được mở ra xem trước. Tuân thủ một cách trung thành thì lính của Trương Phi rất ít, và khi đối diện ở trên cầu thì thấy lực lượng của Tào Tháo nó gấp đến cái vài chục lần. Trương Phi mở lá thơ ra, trong đó không có một chữ viết nào hết. Sự sân hận của cái người thủ dũng vô mưu đã làm cho Trương Phi phải hét lớn lên, và trong tâm của ông nêu ra một cái sự sân hận lớn là tôi phải giết Khổng Minh để trả thù. Khổng Minh đưa tôi vào cái chết. Khổng Minh là một tên ác độc nguy hiểm. Hét to thì to lên, cá trình nó nghe được. Vì với cái tiếng hét này thì cái độ sóng âm mới làm cho màng nhĩ của con cá trình nó bị đứt, đau quá nó mới nhảy ngọt lên, cái cầu ngã sập xuống thì lính của Tào Tháo chết như là vả. Đó là sự bài mưu lập kế Khổng Minh. Sau khi chiến thắng được cái đó thì Trương Phi mới bội phục Khổng Minh nhiều hơn nữa. Câu chuyện này chúng ta có cái cảm giác bên ngoài và ban đầu rằng là nhờ có sự sân hận qua tiếng hét của Trương Phi tạo ra một cái làn sóng cộng hưởng sân hận ở con cá kình, và do đó cầu bị sập nó cũng là hậu quả của lòng sân. Rồi kết quả là các lính của đối phương đó bị chết mà không cần phải tốn các vũ khí. Thì sự chiến thắng này đặt trên nền tảng của lòng sân, lòng sân lập phương. Nhưng trên thực tế thì ta thấy là chiến tranh thì người ta được quyền sử dụng lòng sân, và chỉ có lòng sân là yếu tố gần như là duy nhất để cho các nghĩa sĩ đó hăng máu mà giành lại độc lập cho chủ quyền của dân tộc. Thì đó là một cái lựa chọn bất đắc dĩ thôi. Còn hầu như các tình huống còn lại mà xử lý trên nền tảng của lòng sân thì không bao giờ có kết quả. Một cách tình cờ đã được xếp bởi nhà mưu trí tài ba Khổng Minh. Do đó ngay cả trong tình